Hello, xin chào mọi người nha. Clip này mình sẽ làm về full set Lobergon. Thì khẩu 3Z thì hôm qua mình đã làm clip rồi. Nhưng mà rất nhiều bạn thích mình làm full set hơn, triển luôn. À, mình sẽ chơi ở map này, leo lên lóc cây dừa. Ông cha ta đã dạy rồi, phận làm con rôm chưa một lần leo cây. Đây là mình đứng ở chỗ này, mình nghĩ mình sẽ an toàn thôi. Chỗ này rìa rìa máu, quan sát tình hình thì thôi rồi. Vâng, thằng Tơ đang nhớ về tuổi thơ dữ dội, bạn đi tuột máng nước. Mày không tuột à? Này thì rôm lon này, mày đi đâu? Bắn mà bọn nó không biết tại sao mà mình chết mới gọi là khốn nạn. Đây là mình đi chơi cái thằng nhân vật là Lavisel. Nó lại cùng với màu của cái lá cây. Đừng nha, đừng nhìn thấy mình nha. Bình tĩnh thôi. Không có gì phải xoắn ấy, trời ơi. Đạn thì thôi, bắn như này bao giờ mới chết. Chỗ này thằng nào nó nhìn thì nó giết ngay đấy. Bây giờ chúng ta phải rất là tinh ý. Rồi, anh em cứ đuổi nhau nhiệt tình đi. Mình sẽ bây giờ là lên nóc nhà là bắt con gà. Thằng này nhìn thì mình lên á, ông lại sợ. Tôi tưởng không bị đuổi tôi kiểu như trâu hút mã ấy, vãi cả súng. Rồi, may quá. Nó vẫn không đứng đây nó canh. Ôi trời ơi, gặp hạn không chết nên là lại có phúc rồi. Đứng im này. Thằng này phun máu đấy. Lên đây. Nào nào. Đúng rồi. Đúng rồi. Hoàng Lăng thì có lấc thang lên thiên đường, còn khu nghỉ dưỡng thì có gốc cây lên thiên đường. Ôi trời ơi, nó trượt. Kiểu như ngã ở mái nhà ấy. Nào nào nào, vào đây. Mày vào đây bố láo à. Tiêu diệt hậu họa về sau. Ôi ơi, nó bắn tao kia. Này, nó vẫn đứng đây, nó quay ở chỗ khác được. Mà mặc dù cái bọ rôm này nó giết mình gần chết. Bay cao nào, nhảy cao nào. Nào, nhảy cùng zin zin. Úi giời, chạy tốt, nó vẫn không nhìn thấy. Ủa. Thôi, thế là xong. Đuổi dài thế, như đỉa đói. Không kịp ăn được một kill nào khi cầm cái đũa trên tay. Tiên sư nhà mày, sư bố nhà mày, cái thằng tơ hàng fake nhỉ? Mày có cánh mà, cánh thiên sứ nhưng mà mày ác như quỷ sứ. Vậy anh em giết hero đi, cho nó chết cùng mình ngon, sống quên mình không để ý thời gian. Ngon đấy, mình cứ tưởng còn một phút nữa cơ. Ai ngờ thế là mình cũng được ăn sái nhỉ. Chỗ này nhảy rất là dễ thôi, nhảy các bạn không được quay mặt ra chỗ khác mà phải cắm đầu cắm cổ vào gốc cây thì nó sẽ ngay vào ngay chỗ đấy. Chứ anh em thì cần ngảnh ngảnh đi một chút là cũng rơi. Ôi giời ơi, mày định tao mà biến thành rôm, mày lý thông tao vào cái bộ phận này là cũng hơi khốn nạn đấy. Rồi, hai thằng đều không thể nào biến, hay lắm. Rồi, đấy, mạnh mẽ lên. Chơi cái map này nâng cấp thì tơ nó rất là bá đạo. Bọn đứng đâu cũng chết. Chúng ta về gió chiều nào xoay chiều ấy. Rồi, nó không nhìn mình, nó lại thích lên kia, nó ăn trước. Hay lắm. Các bạn cứ lên để giết thì được, tí nữa mình sẽ phân phát kill cho. Ôi giời ơi, cái thanh này nó chắn đạn à. Mày chết này. Mày hả bữa ấy. Lên đây. Tặc suốt. Ôi giời ơi, ngại ngáo ngáo ngơ rồi. Lại hút phải la đu đủ khéo, la đu đủ ống rồi. Lại bài cũ. Giờ này mình không ăn hòm đâu. Mày nhớ mặt tao ấy tơ ạ. Tao nguyên rủa mày. Thôi tơ ơi, làm gì. Làm gì mà cục xúc thế nhỉ. Cái thằng khát máu. Mày chém chết tao đi. Cái này nó ngửi mùi mắm tôm, tao chết nó còn nhục hơn. Lại lên đây. Đâu cũng là nhà mình hết. Núp núp. Mày này. Mày này. Nhìn này. Hai viên. Ông đừng bố láo với tôi. Rồi. Rồi. Bây giờ có hero bảo kê. Ủa ôi, nó lại biến luôn chứ. Trời ơi. Anh ơi, cho em về. Vợ con ở nhà. Lại đây đây, xem có lên được không. Úi giời ơi, ngon. À, ôi giời ơi, thôi rồi. Ôi giời ơi, cái máng lợn này nó đẩy tôi đi đâu thế này. Chết luôn. Ôi, hết trận rồi, ra kiếm phòng khác. Mày quá, vẫn kiếm được phòng chơi cái bản đồ này. Nhưng mà đây cũng phải nâng cấp với V4 thường các bạn nhá. Chúng ta sẽ lại được gặp anh Vốc. Kiểu anh đấy là nhãi, không phải cóc nữa. Vốc rất là đẹp trai, Vốc vàng một phát thôi là Ranger mất 6.000. Nhìn Vốc nam thần nhưng mà Vốc ác lắm. Ở đây là cái thằng mình rất là sợ.
Mày chết này. Ui giời ơi, trước khi mà nó chết các bạn ấy, nó không chạy ngay đâu mà nó còn cố lôi được thằng nào xe chạy xuống cái máng này thì lôi. Rất là khăm lò. Này thì mày núp này. À, vẫn ngồi thách thức à? Thách thức nữa ba viên rồi. Ui giời ơi, thằng Á Ran mất tay tia được cái tay rồi. Ông tưởng ở chỗ đấy không thể nào nhìn thấy à? Mắt tôi nó tinh như mắt cú ấy. Soi gái kinh lắm. Ai tuyệt vời, lại chỗ này. Đây là nhà biệt thự mà mình cầm sổ đỏ cái biệt thự này mà nên lên lúc nào cũng được thôi. Có thằng nào dám cản đâu. Đấy, đứng đây rỉa máu, nó không đáp là mắm tôm. Thích lắm. Lên đây. Mày lên đây, 2 kill. Nữa nào, tôi đang đợi combo mà thằng vốc nó lại lên. Rồi, hay là vẫn chạy tốt. À, xuống à. Anh vô ơi, thế anh ơi, đừng chơi cái đấy anh, các bạn đừng đuổi mình như thế này, mình cảm thấy rất là sợ. Tiên sư nhà chúng mày, nhiều ăn đúng hai con này khiếp không. Thề là lâu lắm rồi mình không chơi cái map vừa sinh học nên là không thể nhìn được cái con Han Vốc đấy. Thế mà bây giờ vừa vào gặp nhau cái tay bắt mặt mừng thôi, nó vả cho phát thốn hết cả người. Cái chỗ cây dừa này kể mà nó kể nó phun hình xăm cơ. Bây giờ không phun được, nó có một cái quả dừa phun được hình xăm tơ cho này ngụy trang khá là hay. Rồi ôi giời ơi, hòm tiếp tế. Cái thằng nào lại thiết kế cái hòm ở cái chỗ đấy nhỉ? Toàn bom dài chiến binh thôi. Chỗ đây thằng nào leo lên mà nhặt với cả là ấy được. Mà hòm ở một cái vị trí mà không thể nào mà ngửi nổi. Nó còn thối hơn cả cái mùi nước mắm 20.000 một lít. Rồi, hay quá. Rồi, giời ơi, một pha bắn nó đi vào lòng người. Tuyệt vời. Mày nhảy à mày? Nhảy à mày, không trúng được, bọn nó bay rất là ảo nhá. Đừng cho bọn nó vào máng. Úi giời ơi, mất cái dao của tôi. Thôi chạy thôi. Anh em ơi, cứ ăn choáng nhá. Cứ để mình thích đi đâu thì đi. Rồi, thế giới này là của bố mày. Và đấy mà nó vào gần mình tí nữa là mình xuyên đấy. Nhưng mà mất giáp rồi, hơi hoảng hốt. Ôi trời ơi, nó lại rơi. Mày vào đây. Con lợn nhựa này. Ôi, nó bạn ấy đứng ở trên đây, bạn ấy chặn chốt. Ôi, rồi, may quá, chạy. Không kịp được, tay nó ngắn thôi mà sao nó với xa thế. Leo lên đến đấy, chỗ đấy thôi là multi là nó cứ gọi là lòi mồm ra. Giảm cân mấy tháng nay nó không ăn thua, lại béo lại. Mày này. Mày tưởng mày hai dìu mà bọn tao sợ à? Nữa này. À thằng này dùng đặc biệt. Đặc biệt nữa đi, đúng rồi. Đúng rồi. Cấu diệt mình ăn. Giết lốt nó đi. Mình bây giờ đang nhấp nháy như đèn nét em này. Ui giời ơi, biết ngay mà nó nhìn thấy mình kiểu như mèo thêm mỡ ấy. Các bạn đâu không, thời gian gần hết rồi anh em ơi. Bọn này nó lại, ui giời hay quá, tưởng nó đua đòi, nó nhảy còn nước, lát nữa đợi hết thời gian cơ. Tiếp tục clip thôi, phòng kia công ao nhiều quá. Các bạn mát mà ít người chơi mà, nhiều khi chơi không quen vào làm zoom xong thoát sạch. Một thằng thoát là cả lũ thoát theo. Kiếm những cái bản đồ như này cũng rất là hiếm. Chủ yếu là thỉnh thoảng có khu nghỉ dưỡng này, vừa sinh học thôi. Chứ thứ 6 ngày 13 chỉ nhiệt. Chứ có thì chỉ tầm 3-4 người vào, rất ít. Rồi lại yên định ở cái chỗ này. Mình lại ngồi chơi nước. Bây giờ là ngồi mát ăn bát vàng đấy. Nhìn bọn nó đuổi nhau, trong lòng mình nó vui lắm. Cứ chết nhiều đi, càng nhiều càng ít. Úi giời ơi, bây giờ nghĩ lại mà mình cảm thấy mình cũng hơi bựa. Đây, cái thằng squad này nó bay nãy giờ. Cuối cùng ông ra máng nước ông chơi. Rồi, hay lắm. Rồi, 3 kill. Ô. Đâu biết rồi, đúng rồi, 4 kill. Bây giờ là tập đếm, đứng im. Nữa nào. Tôi đang đợi combo. Rồi, nó cứ chạy như này thì bố mình chả bắn chúng được. Bây giờ là hết rồi đấy.
Anh em ơi đừng nha, ra chỗ kia cáo trước đi. Mình xin lỗi, mình chỉ là một thằng ôm cây. Mày lên đây à, nhìn nhìn nhìn. Nhìn là mày, nhìn thì xì 10.000 ra. Ông tưởng giết tôi mà dễ à? Rồi, là chỉ cái thằng nào mình bắn chết nó thì nó mới để ý mình rồi. Ui, hai thằng rôm non này, tiên sư nhà mày. Nữa nào, nữa đâu, trời ơi, xịt rồi. Để nó lên đây nó vả giáp tụi mình được. Cảm thấy ngu người. Rồi, bỏ mày, bỏ mày. Rồi, bọn mày chết với tao. Rồi, thằng này nó không chết được. Nó mà chết được thì đứng quay tay nát nữa đấy. Ngon, xong dìu đấy. Vào đây, vào đây. Vào đây. Combo vẫn đang nhảy. Thôi, 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 thằng Phốc này. Định hổ báo à mày. Định làm gì? Thằng Phốc nó vẫn còn sống ở dưới kia. Mày, á, à, nó bạn định hồi máu đấy. Vào đây. Ngon quá, multi rồi kìa. Rồi rồi rồi, về hãy về với đội của tiền, ngồi ăn no mặc đẹp, đi dép tông dép lào đi cả ngày. Mày chạy đâu? Hả? Chơi không? Rồi rồi, mình sẽ hóng ở dưới. Cuộc đời nó vồ vập vào nhau rồi. Mình cũng dừng clip đây thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha.